đã quay trở lại với chương trình Sneaker Talk. Mình là Đức Mai và bây giờ các bạn đang xem chương trình Nhật ký du học Nhật Bản. Và hiện tại giờ mình đang có mặt trên con phố Harajuku, con phố rất là nổi tiếng của giới trẻ tại Tokyo này. Các bạn có thể thấy xung quanh mình đây có rất là nhiều những cửa hàng về thời trang của đường phố. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tham quan những cửa hàng này và xem những đôi sneaker cực kỳ khủng tại con phố này. Khác với khu vực Shibuya quá là rộng lớn và sầm uất ở Harajuku, cửa hàng đây tập trung về những mặt hàng quần áo về đường phố. Và những cửa hàng ở đây thì thực sự là có rất là nhiều những dân chơi giày và những dân chơi về quần áo ở đây. Và đây đúng là thiên đường cho họ. Trên con phố Harajuku này vào thứ bảy và chủ nhật sẽ là hàng người đứng đây cam đồ. Nhưng mà một ngày nào đó mình sẽ tiếp tục nói về chủ đề cam đồ trên con phố này. Và trước hết bây giờ ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện với các bạn về những cửa hàng hot trên con phố này trước. Và địa điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là cửa hàng Nike. Đây là một trong những cửa hàng Nike lớn nhất tại Tokyo. Trong cửa hàng này chắc chắn các bạn có thể tìm cho mình một đôi sneaker tuyệt vời cho các bạn. Vừa rồi là cửa hàng Nike và cũng có khá là nhiều điều thú vị ở trong cửa hàng Nike vừa rồi. Và ngay cạnh cửa hàng Nike đó chính là cửa hàng Puma. Và trong cửa hàng Puma này cũng có khá là nhiều điều thú vị. Và hãy cùng mình vào trong cửa hàng Puma này và xem trong này có những điều gì thú vị. Tại khu vực Harajuku này có rất là nhiều những cửa hàng giày lớn và ngay sau mình đây là cửa hàng ASICS, là một trong những cửa hàng brand đồ giày khá là nổi tiếng của Nhật Bản. Hãng giày này thì chuyên về những đôi giày và sneaker về chạy. Các bạn nào mà thích về chạy thì chắc chắn các bạn hẳn phải biết cái đôi giày ASICS này. Bây giờ tôi sẽ vào đây và xem ra những cái đôi giày chạy. Công nghệ này là công nghệ sờ vào để bóp. Kimochi. Kimochi. Sau của mình đây là cửa hàng mà cũng khá là nổi tiếng, cái hãng giày chữ N này mà hồi Việt Nam mình sẽ hay nói là chữ N. Nhưng mà thực ra cái hãng giày này tên là New Balance và cũng là hãng giày khá là nổi tiếng tại Nhật Bản này. Ở Nhật Bản này thì cũng có rất là nhiều người đi đôi giày New Balance này, và mọi người ở đây đều đi New Balance cả, đặc biệt là người Nhật. Và giờ mình sẽ tiếp tục cùng các bạn vào xem những hãng giày New Balance này sẽ có những đôi giày gì đặc biệt.
ở trong cái cửa hàng New Balance này thì có một cái rất là đặc biệt, đó chính là cái cỗ máy scanner. Đây, mọi người đang thử cái cỗ máy scanner ở đây. Họ sẽ scan cái đôi chân của bạn và sau đó sẽ cho các bạn biết được cái mẫu chân của bạn như thế nào, và từ đó cho bạn được một cái đôi giày phù hợp với lại bạn nhất, thì cũng khá là hay. Giờ cô đang thử này. Đây là một cái điều trải nghiệm khá là đặc biệt ở trong hãng giày New Balance này. New Balance này cũng khá là thú vị khi sau đây nó cũng có một cái chế độ custom có thể tự tạo cho đôi giày của mình, và ngay bên cạnh đây thì nó có một cái cửa hàng cà phê để các mọi người có thể gọi là bàn luận về sneaker, bàn luận về cái mẫu giày của New Balance này như nào. Đây, một trải nghiệm khá là hay ở trong cái cửa hàng New Balance này, khá là thú vị. Sau của mình đây nữa lại là một cửa hàng Chapster và cửa hàng Atmos, một trong những cửa hàng bán giày khá là nổi tiếng của Nhật Bản. Harajuku quả thật là một nơi thực sự là tuyệt vời để thiên đường giày cho các bạn, để lựa chọn quá nhiều những cửa hàng nổi tiếng và tuyệt vời cho các bạn. Đây, ngoài những cái brand đồ nổi tiếng như là của Nike, Adidas, Puma, thì ở đây còn rất nhiều những cửa hàng nhỏ khác, giống như cửa hàng limited này ở đây. Ở đây thì chỉ có bán những cái đôi giày rất là cực kỳ là hiếm, kiểu đôi giày Easy, đôi Human Race, đôi Nike Collab với lại Off-White ở trong cửa hàng này. Và đây là những sự lựa chọn mà rất là chính xác cho những người nào mà dân chơi giày Hypebeast thực sự có thể mua những đôi giày tuyệt vời ở trong cửa hàng như này. Là một số những hình ảnh ở trong cái cửa hàng limited này. Công nhận ở trong này có hẳn Easy này, có Off-White này, có cả cái đôi bếp nổi tiếng của Adidas nữa, nhưng mà công nhận là cái giá ở trong cửa hàng này rất là chát, phải tầm nó phải nhân lên khoảng 3-4 lần so với những cái mức giá bình thường ở trong cái cửa hàng này. Là cửa hàng Fools Just chuyên bán những cái đôi giày rất là hiếm, như kiểu đôi Easy. Và bên sau bên cạnh này là đôi cửa hàng Billy, là một trong những cửa hàng giày cũng khá là giá cả ok và các bạn có thể thưởng thức. Church này cũng khá là nhiều đôi giày hiếm này, của Off-White rồi Easy rất là nhiều. Bên cạnh là Billy thì nhiều mấy đôi giày bình thường thôi, một cửa hàng thì giày đắt vãi chưởng ra. Còn một cửa hàng bên này thì giày giá rất là êm, có thể vào mua rất là những đôi giày ok trong đấy. Bên cạnh đây thì có cửa hàng Undefeated nữa, cửa hàng này cũng khá là nổi tiếng ở Nhật Bản này. Mình cũng rất thích cái hãng Undefeated này. Sau mình đây là cửa hàng Kick Labs, đây là một trong những cửa hàng chuyên bán đôi Jordan. Đôi Jordan 1 cho những đôi Jordan mười mấy tận giờ hiện tại rồi. Và các bạn có thể thấy trong cửa hàng này đôi giày của họ và thực sự rất là đẹp. Và khi bạn tìm thấy đôi Jordan rất là hiếm, hãy vào cửa hàng Kick Labs này, đây là một trong cửa hàng mà mình nghĩ là các bạn có thể tìm thấy đôi Jordan cực kỳ hiếm của bạn. Và những người đi cùng mình ngày hôm nay chính là bạn Julius này. Julius này đang là du học sinh Nhật Bản, và Julius này ở đây thì sẽ cũng là một dân chơi giày khá là thực thụ. Và Julius, what do you think about like
hanging around in Shibuya, in Harajuku in here? Harajuku today, especially today, is really fun, man. Because yeah, I can able to see a lot of young pretty girls today, and we have a lot of fun looking sneakers back there. A lot of shop there, right? Yeah. And also, there's an old man with a different unique costume over there. We saw that, right? Yeah, no man. I think I find a new girlfriend over there, bro. And what about thing of shopping the sneaker over here? Sneakers over here is really good, I guess, because you can see a lot of like. Are a bit rare to find sneakers, I guess. Yes. Yeah. Especially in the smaller shop over there. Yeah, I think it's cost for buying the shoes. We think the shoe taking Harajuku, right? Yeah, thank you a lot. Especially.